Lợn treo trên sàn nhà suốt 30 năm đến đen xì như cục than, nhưng dân địa phương đều coi nó là của báu. Thịt lợn là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất của người Trung Quốc. Tuy nhiên, có một vùng ở Tứ Xuyên, người ta chế biến một loại thịt lợn tên là thịt lợn thối. Những chú lợn được treo trên gác bếp trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Có lẽ nhiều người sẽ nghi ngờ làm sao thịt có thể ăn được khi đã treo lên bếp trong nhiều thập kỷ. Nhưng loại thịt này thực sự có thể ăn, thậm chí nó còn được bán với giá cắt cổ. Một con lợn treo 30 năm có thể bán với giá 450 triệu đồng. Ở Sapa, Tứ Xuyên, thịt lợn thối được coi là biểu tượng của sự giàu có. Ở nơi đây, nhà nào treo càng nhiều thịt thối thì nhà đó càng giàu, thời gian treo càng lâu thì càng thịnh vượng. Nếu bạn đến địa phương này, nếu những người ở đây dùng thịt lợn thối này để tiếp đón bạn, thì bạn là một vị khách mà họ rất kính trọng và yêu quý. Cách chế biến món này rất phức tạp. Đầu tiên phải dùng dây thừng xiết cổ lợn, sau đó khoét một lỗ nhỏ trên bụng lợn, rồi lấy hết nội tạng ra, cho thêm lúa mì và lúa mạch vào trong bụng lợn, rồi đem quay trên khói bếp. Sau khi nhét đầy bụng lúa mạch, còn phải khâu miệng lợn và bụng lợn lại. Thổi khí vào cho thân mình lợn căng phồng, sau đó dùng đất sét đỏ bao quanh mình lợn, rồi đem đi nướng, rồi đem gác xa nhà. Sau khi gỡ thịt lợn xuống, bạn có thể đem thịt lợn đi chiên hoặc nấu súp. Người dân địa phương cho biết, trong nhà càng có thịt lợn lâu năm, ví dụ như 20 năm, 30 năm, thì chứng tỏ gia đình đó rất giàu có và có điều kiện. Nhưng một con lợn khô đã chết cả hàng chục năm, bốc mùi, thì thịt nó có gì gọi là ngon? Chúng ta cùng xem những lát cắt của con lợn trên 30 năm nhé. Phần thịt bên trong trở thành một lát mỏng khô, phải ngâm chúng trong nước nóng một lúc mới có thể ăn được. Ly kỳ chuyện người đầu thai thành lợn, lợn đầu thai thành người. Người dân ở huyện Thái Hưng, Giang Bắc, Trung Quốc vẫn kể đi kể lại câu chuyện ly kỳ xảy ra vào năm 1923 khi thấy có một người tên là Thi Khánh Trung, không có nghề nghiệp, tính tình anh ta lại hung hãn, hay ức hiếp dân lành, khiến cho những người quanh vùng sợ hãi và xa lánh. Năm 1923, khi Khánh Trung đột nhiên bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường, tính mạng chỉ còn như ngọn đèn dầu trước gió. Đúng lúc ấy, có một vị hòa thượng tên là Vân Thủy đi ngang qua huyện Thái Hưng. Theo lời người dân kể, hòa thượng Vân Thủy biết được tình cảnh của Thi Khánh Trung, liền động viên thương xót, tìm đến và nói với anh ta rằng anh thường ngày không có việc xấu nào là không làm, tội lỗi chồng chất, nay đã sắp đến lúc phải chịu báo ứng. Tốt nhất anh hãy nhanh chóng hối cải để bù đắp lại những tội lỗi đã gây ra, nếu không sau khi chết chắc chắn sẽ đầu thai làm kiếp lợn. Lúc này bệnh tình của Khánh Trung đã vô phương cứu chữa, anh ta tự biết mình sẽ không sống được lâu. Nghe vị hòa thượng nói như vậy thì hoảng sợ vô cùng, nhưng việc ác đã làm, nay dù có hối hận cũng đã muộn. Nhưng nghĩ đến việc kiếp sau sẽ đầu thai thành lợn thì Thi Khánh Trung thấy không cam tâm, nên liền miệng cưỡng chắp bàn tay trái lên trước ngực làm ra vẻ ăn năn. Vị hòa thượng đứng bên cạnh thấy vậy, than rằng, thật đáng tiếc, anh chỉ lệ Phật bằng một tay, khó tránh khỏi số kiếp làm lợn, đây là nhân quả, dù vậy tay trái của anh có thể được miệng, không phải làm kiếp lợn, ngoài ra anh còn có thể tránh được nghiệp bị giết hại. Mấy ngày sau, thì Khánh Trung qua đời vì bệnh nặng, người dân ở Thái Hưng ai cũng vui mừng vì kẻ gian ác chuyên ức hiếp họ đã chết, không còn ai nghĩ đến Thi Khánh Trung nữa. Hòa thượng Vân Thủy và câu chuyện ông đến gặp Thi Khánh Trung cũng bị rơi vào quên lãng. Sau khi Thi Khánh Trung chết được 7 ngày, nhà hàng xóm sát vách của anh ta là Thái Đại Trụ có một lứa lợn ra đời. Trong đó có một con rất kỳ dị, chân trái trước của con lợn này có hình dạng, kích thước giống y bàn tay trái của con người, có các ngón tay và cả móng tay. Khi con lợn này đi lại, bàn chân trái không bị chạm xuống đất mà luôn ở tư thế chắp tay với mọi người. Khi hàng xóm láng giềng nhìn thấy con lợn này, họ liền nghĩ ngay đến câu chuyện nói của hòa thượng Vân Thủy. Thế là tin tức về con lợn tái sinh là khi Thi Khánh Trung đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của người dân huyện Thái Hưng.
Những người già thường lấy câu chuyện này để giáo dục con cháu, răn đe chúng không được làm việc xấu, thì Khánh Trung là một tấm gương sống vì điều đó. Khi thông tin đàn lợn nái, nhà Thái đại trụ sinh ra lợn con kỳ dị và lan truyền đi, người nhà thì Khánh Trung thương xót, bỏ ra một số tiền lớn mua con lợn này về rồi mang đến chùa Bảo Hoa ở thành phố Thượng Hải phóng sinh. Có một điều kỳ lạ là mỗi lần có người đến vườn chùa để tham quan, con lợn này liền lẩn trốn vào giữa đàn lợn, như thể nó không muốn bị ai nhìn thấy. Hiện tượng kỳ lạ này càng khiến cho người ta tin rằng con lợn chính là Thi Khánh Trung đầu thai. Sau khi được thả trong vườn chùa Bảo Hoa, nhiều người đã đến chụp ảnh con lợn và treo nó ở khắp nơi như một sự nhắc nhở về nghiệp báo. Bên cạnh câu chuyện ly kỳ này, người dân cũng lưu truyền câu chuyện ngược lại. Lợn đầu thai thành người, một người đàn ông Malaysia giấu tên, được cho là vẫn còn những dấu tích từ kiếp trước trên thân thể. Đến nay, người đàn ông này vẫn còn sống và đã đi đến rất nhiều đạo tràng trên khắp các nước Đông Nam Á để làm nhân chứng về nghiệp báo luân hồi.